xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình là trưởng sở Tadeo. Ok, rồi thì trước hết là mình cũng chúc toàn thể anh em có một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng cờ đi nắc đó, nắc cái đầu, nắc cái mông để giống con công, nhưng mà thực tế đây là một con bọ cánh xít ấy, lộn, một con bọ hung đó, rất là hung tài em ạ. Một sản phẩm hơi bị lỗi đến từ vợ chồng Carisi và Nacot em ơi, không biết là đôi này bỏ bê con cái thế nào mà để thằng bé nó bơ vơ đó, nó lạc lõng, để cho anh em liên quân quên nó đi rồi đấy. Rất là ít khi vác vào neo ranh, thì ngày hôm nay mình sẽ cho em nó quay trở lại nhá. Và đồ thì mình vẫn như mọi khi mình để bên dưới clip. Với lối trang bị như thế này thì việc anh em lao vào ra tranh mở combat thì nó cứ vây gọi tuyệt vời ông mặt trời ơi. Đấy, lối trang bị full tanh đó, tanh thì anh em cũng biết rồi, nó trâu dã man, trâu như con ngan ấy đấy. Trời ơi, rồng ơi, bên đường rồng đang đánh nhau loạn tùng bậy đến rồi. Đấy, lần lượt các cô gái tem mình đã bị thằng Oma nó lộng hành kìa. Trời ơi, đó, Anit bé bỏng tem của mình vẫn bị sấp mặt luôn. Đó, mới phút thứ 1, 17, nhưng mà tem mình đã chết 3 rồi. Khiến cho thằng rừng này, đó, phận nam rừng rất là sợ hãi luôn. Nhưng mà không sao, anh em phải hết sức bình tĩnh, ăn xong con quái này đã. Rồi, cái gì đây? Úi dồi, Oma không về kìa. Cùi cả van nữa, trời ơi. Như vậy là mình sẽ cho các bạn một vé về quê ăn Tết rồi. Như vậy là cụ đã ra đi và chân lạnh toát rồi. Đó, Oma đó bất lực và âm thầm chịu đựng mà thôi, khi mà cái chiêu lẹn mông của mình nó rất là lợi hại luôn. Thì mình cũng biết đến vị tướng này khi mà được thay đổi sức mạnh, đó, được tăng khá là nhiều sức mạnh luôn, cho nên mình phải tranh thủ làm ngay cho nó nóng hổi các bạn. Rất là may mắn thì trong trận đấu này có các bạn nhường rừng cho mình. Đấy, không là úi giời ơi, Booster sờ chim ơi, bạn làm cái gì? Mình làm cái có cái gì đâu mà bạn sờ. Trời ơi, đấy, chạy ngay đi nhá. Đấy, khi mà đồng đội mình ra cái là Booster sờ chim chạy ngay đi rồi, rất là khiếp luôn. Ok, mình biến về cái cho chắc ăn. Rồi, trời ơi, Oma làm choáng khá là đau. Đó, rồi, về thôi, về thôi. Trời ơi, đánh nhau bình tĩnh đi các bạn ơi. Làm gì mà lóng máy thế? Lóng máy là táy bô gì đấy. Trời ơi, mới phút thứ 2 thôi, nhưng mà tem mình đã lát bét bèm bẹt rồi. Đó, bình tĩnh nhá. Đấy, khi mà anh em phận làm rừng thì trong những cái tình huống như thế này, anh em phải hết sức bình tĩnh và nở một nụ cười thật là tươi. Đấy, không lên gọi là đứng mắt chát mà thôi ta gờ gờ ở đây là không được. Ok, đây này, bây giờ lại rủ. Ui, à thơ, vâng, đấy là một người đàn em, ấy lộn, một người đàn anh. Anh đang làm cái gì? Rồi, anh đang cầm thanh đao, trông rất là đẹp dai. Và như vậy anh sẽ phải lên bảng điểm số, chắc chắn một điều luôn. Đó, mình gây cho cái quả này cho nào, cho vị tướng não bố xanh lên tí anh em ơi. Rồi, ôi cái gì đấy? Trời ơi, Booster sơ chim linh gặp ở đâu đấy? Trời ơi, sao lại núp nùm di động thế vậy? Rồi, bye bye em về quê nha. Trời ơi, đang tự nhiên này rúc bụi định ăn mình em ạ. Nhưng mà tầm cỡ này thì mình cũng rất là xanh chuối rồi. Đó, mình lên tanh mà. Sau khi mình lên cái rìu level time thì mình sẽ lên cái áo choàng thần gia. Và như vậy là thuyền ơi, thuyền ơi, ôi kia, trời ơi, thuyền không sấp mặt kìa bạn ơi. Đó, thôi thì ăn tạm van heo ỉn vậy, chú lợn ỉn sấp mặt đó. Như vậy là thuyền đóng băng được lão bố này, này mất rạy này rồi luôn đấy. Rồi, như vậy đã Arthur đã trả thù cho đu thuyền này ơi. Nhưng mà Arthur có chết không? Một bánh, ôi dồi ôi, xịt rồi. Đó, nhưng mà vẫn sấp mặt em ạ. Rồi, này thì Booster Fly này, Booster Fly này, rồi rồi, thôi thôi thôi, thả cháu chuối. Thôi thôi, xong rồi. Đấy, trời ơi, đứng trong trụ mà bị ông Oma ông túm tóc thế này. Trời ơi, rồi, ôi trời ơi, trời ơi, Chipperkin cho đi cho Oma rồi anh em ạ. Đó, thầy nó làm mafia rồi, nó có sợ ai đâu. Nó băng trụ nó chơi mà nó chả sợ ai cả. Rồi, có một sự chửi nhẹ đến từ bạn Kahi anh em ơi. Đó, anh em thông cảm, hiện tại là mình đang ở phòng trọ cho nên mình bình luận nó không được gọi là không to mồm được anh em ạ. Đấy, rồi, anh em rất là thông cảm luôn. Rồi, khổng lồ thuật sĩ, mình sẽ ăn con này được một cái bùa, sau đó mình sẽ tiếp tục farm thôi. Đấy, khi mà anh em đi rừng thì farm triệt để nhá, farm hết quái rừng luôn. Đó, và anh em ơi, anh em hãy chạm nhẹ cái nút like giúp mình đi xem nào. Không biết là để lâu nó có bị hỏng hay không nữa. Phía xa xăm mình đã thấy Anit bé bỏng đó đang coi rồng giúp mình. Và bây giờ mình sẽ bật ulti này. Đó, dẫu đường đời có gặp nhiều nhắm nhở, nếu gặp nhau xin hãy nở nụ cười.
cười đi bạn ơi. Ô ma này dám bắt nạt này mình. Đó giờ mình bắt nạt lại luôn. Có cả đu thuyền nữa. Trời ơi thuyền đây. Đu thuyền ơi, đánh đu cột điện đi bạn ơi. Trời ơi. Đúng một chiêu một và một sọc chết luôn anh em ạ. Đó, chắc là đu thuyền đang ân hận và cay mình lắm đây. Mà thôi khuyên thật bạn là kiếm một cái chăn ấy, là cái gối ấy. Đó, đập đầu vô gối mà ân hận thôi. Hay là kiếm một cái hố sâu chẳng hạn đó, nhảy xuống đó. Chứ thật sự là từ nãy giờ mình toàn bắt đu thuyền thôi. Đấy, thôi thì được tạm cái con chim to. Đó, con chim to này được bao nhiêu tiền? Đó, 430 vàng và được tăng rất nhiều HP. Rồi làm gì đây? Thuyền với lại Booster Stream đang mon men anh em ạ. Thôi mình bình tĩnh. Đó, cái chiêu ulti của này hồi rất là nhanh cho nên từ nãy giờ mình cứ xả stress thôi anh em ạ. Và cái diện rộng của ulti này cũng khá là to nha anh em. Đó, cho to cho nên anh em cứ lẹn mông thôi thôi. Đó, lẹn một khoảng cách gần nhất thì anh em vẫn được dính sát thương. Đây như cái pha này này. Thuyền ơi, đấy, lại bắt thuyền chứ cay đắng. Đấy. Thuyền ơi, từ từ bình tĩnh. Rồi anh em phải hết sức bình tĩnh. Đó, mình chỉ ăn thuyền thôi. Rồi. Thuyền nhắm mắt xuôi tay và gạo say đã phân rồi. Vãi trưởng luôn. Đây. Thôi xong rồi rồi. Thôi bye bye. Bye bye. Thôi tôi bye bye chào người anh em. Trời ơi, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cái lượng hồi phục HP đến từ cái bùa rơi giúp ích cho mình rất là nhiều luôn. Như cái pha vừa nãy mà mình không có cái bùa rơi thì chắc chắn mình sấp mặt rồi. Đấy. Mình sẽ tiếp tục farm quái nha anh em. Và mình có một chú ý nho nhỏ cho tất cả anh em chơi Cardinal nhé. Đấy, tức là phong cách của vị tướng này không như mọi tướng khác. Đấy, thế anh em núp nùm thôi, sau đó phóng ra một cách rất là bất ngờ. Như vậy thì mới tận dụng được tối ưu hết được sức mạnh của vị tướng này. Đấy, không lên liều lĩnh là chết đòn. Và không lên chơi theo cái lối là đánh bom liều chết của IS. Đấy, lao vào ăn được mạng sau đó chết cùng là không được. Rồi, mình sẽ tiếp tục lấy đi con Pokemon. Trời ơi, rồi, như vậy là Alice bé bỏng có chạy được không? Trời ơi, chân ngắn quá mà. Bị ông nào ông úp cho, ôi dồi ôi. Ông Van Helsing anh em ạ. Đó ông Van Helsing. Ông úp cái cô làng chân ngắn anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái trụ rồi. Đó. Arthur rất là nhanh luôn. Nhanh tay nhanh mắt. Mình không dám làm cái gì luôn. Đây bây giờ mình sẽ bật ulti này. Ulti của này được hồi liên tục cho nên anh em cứ xả stress thôi. Đấy, cứ bật liên tục. Khi mà anh em bật ulti thì vị tướng này là gọi là đang trong tình trạng bay. Đó, còn anh em biết con bọ nó bay như thế nào thì vị tướng này bay đúng như vậy. Rồi, bọ ăn chim. Đáng nghe là chim ăn bọ nhưng mà trong trong game là bọ ăn chim anh em ạ. Vãi trưởng luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ bật ulti này. Lao vào này, đấy. Anh em bật ulti lao vào xong đó anh em sử dụng chiêu 2 để chạy nhá. Chứ đừng có chơi theo cái kiểu mà lao vào xong bắt đầu khô máu. Khi mà team bạn rất là đông người đấy. Rồi, như vậy là có cuộc chiến tranh nổ ra đường mít. Rồi, 500 anh em đang bay hết vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ lại úp điêu thuyền rồi luôn. Không úp được hắn rồi. Không úp được cô lấy rồi. Rồi tụng kinh võ mõ ở một nơi rất là xa. Như vậy là có chạy được không? Đó. Đánh đổi ngược lại một mạng của mình. Team bạn cũng chết hàng loạt. Có chết 4 bạn rồi. Liệu game có kết thúc được không? Double kill cho lão bố. Van Helsing đang đứng thở. Không biết là thất tình hay sao mà lại đứng ở cái chỗ khu vực đường trụ anh em ạ. Đứng như kiểu chưa có gì xảy ra vậy. Ok. Rồi như vậy là team bạn chết hết rồi. Bây giờ là mình sẽ lên mình farm. Sau đó là mình kết thúc game thôi. Thật sự là mình chưa lên full đồ đâu. Nhưng mà lối trang bị này thì anh em chú ý là team bạn nhiều sát thương thì lên nhá. Còn không thì anh em thế cho mình cái món huân chương choi ở trước cái giáp khổng lồ. Rồi đánh nhau đi chăng. Thuyền ơi, lại sấp mặt rồi bạn ơi. Đó, chết trước khi đóng băng. Rất là buồn cười luôn. Có lẽ là anh em tập trung hết ở đây để trụ rồi. Đấy, xin đi cái con khổng lồ đã. Ui thôi. Cái gì thế kia? Trời ơi, Oma làm gì đây? Oma làm gì bạn ơi? Một chọc này, ôi, đen quá. Không chọc được luôn, thôi thả mình bạn ơi. Trời ơi, sao các chị, các anh tha cho em cái rồi. Làm sao, chơi luôn. Thôi tôi đùa đấy, giỏi luôn. Đó. Đấy, một lần nữa gọi là lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi.
Đại trưởng luôn. Thật sự là mình có muốn đâu. Nhưng mà ông Butterfly ông sung quá. Lao vào vậy thôi. Đấy anh em bán đồ này đi. Anh em nên giáp thống khổ nhá. Mình là mình nên sai đồ rồi. Ok. Hiện tại là chỉ số cũng đang 24/19. Cũng rất là xanh chuối. Đó. Arthur đã lấy đi cái trụ khu vực đường đường King Kong. Đó. Ở King Kong à quên. King Kong bây giờ nó không phải là King Kong nữa mà nó là tà thần anh em ạ. Mình cứ nhầm. Đấy con tà thần. Rồi làm gì các bạn ơi? Các bác cứ bình tĩnh rồi luôn. Ở Anip bé bỏng lại lên đấy cúc mạng rồi. Bạn này bạn này có muốn kết thúc game không đây? Trời ơi lại đánh nhau đây rồi. Mình lại phải ra cứu ông loa bố. Rồi làm sao? Đấy đánh nhau đây rồi. Vào. Trời ơi kìa. Sao lại để mình mà lạc lõng thế kia? Trời ơi. Bơi giữa bầy cá mập anh em ạ. Đó. Trời ơi ạ. Không thể chạy được luôn. Rồi lão bố đang tốc mông bỏ về. Team bạn như kiểu là chơi đều cái chiến thuật đi chung hết rồi. Đấy. Rất là đoàn kết luôn. Mà đoàn kết như thế này thì team mình cứ lơ ngớ là chết đòn anh em ạ. Đấy. Cứ đi nè là thua như chơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái huân chương choi này. Nếu mà lên được cái huân chương choi nữa thì cái khả năng cứng cáp của mình nó được tăng lên. Hiện tại là mình cũng khá là trâu rồi đấy. Nhưng mà team mình cứ đánh kiểu vậy là vừa lớ ngớ là thua đấy. Đấy, cố gắng lên. Nào ra hết mít đi xem nào. Mình bắt được đu thuyền cái là thắng luôn. Đu thuyền hoặc Van Helsing. Đó, Van Helsing. Rồi, đu thuyền đây này. Đây mình sẽ rình mình bắt từ đằng sau. Từ từ các bác ơi. Thôi. Đấy. Như vậy là đây này, bật ulti này. Thuyền ơi. Này đu thuyền này rồi luôn, chết đu thuyền rồi. Được có 60 tiền các bạn. Rồi team mình đang tập trung lên đây hết rồi. Rồi, như vậy là còn 2 thí sinh nữa thôi và chú Van Helsing đây. Chú ơi, chú đi ăn xin mà chú hồ báo cáo trô nè. Đó, còn Butterfly, rồi Butterfly thì cũng nhắm mắt xuôi tay rồi. Đấy, cụ đã đi và chờ định toát. Bây giờ mình sẽ lên kết thúc game thôi nhanh nhá. Đó. Đấy và mình sẽ cố gắng ra video đều cho tất cả anh em cùng xem. Hy vọng này anh em vẫn luôn quan tâm và ủng hộ giúp mình. Đấy, mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Đấy, rồi. Không biết là có thắng được không nghi. Nghi lắm. Mình nghi vẫn chưa thắng được anh em ạ. Khó đấy nhở. 12 phút đồng hồ rồi vẫn chưa thắng được luôn. Rồi. Lại về ăn rồng đã. Đấy. Con rồng này bây giờ là nó khác xưa rồi. Nó rất là khỏe luôn. Rồi ôi Violet ơi. Trời bạn nạc nóng ở đâu vậy? Rồi luôn. Kahi này ulti ngược nữa. Đã gọi rồng tiên phong ra. Cái con rồng tiên phong nó rất là khỏe đấy. Khi mà nó bắn trụ. Hai thằng chạy về. Rồi. Nên nào các bạn trẻ ơi. Trời ơi. Vớ vẩn là thua như chơi anh em ạ. 14 mà hỗ trợ 15 chỉ số. Khi mà đánh mình ít khi chơi đánh vị tướng này mà vác vào neo rank được vậy là khá là ổn anh em ạ. Rồi lên cái giáp hộ mệnh nữa cho chắc cú. Rồi chọc. Ui tem mình không biết đi, không biết là các ống đi đâu hết rồi anh em ạ. Đấy. Nào. Nào nữ bố đi theo mình nào. Đấy. Đi theo bọ cánh cứt. Đấy. Thật sự là có nhiều anh em bảo cái vị tướng này là bọ cánh cứt. Rồi, lao lên này. Từ từ ô mai, từ từ. Đây mình sẽ bắt đu thuyền này. Đấy mình chặn đu thuyền với lại chặn Van Helsing. Không làm được cái gì luôn. Đấy, rồi Van Helsing chạy đi đâu? Con lợn ỉ kia. Lợn thì làm sao mà chạy được. Rồi này, đó Butterfly đang tốc mông bỏ về. Nhưng mà có chạy được không mới là điều quan trọng. Đó, bye bye. Rồi, quét sạch rồi và như vậy là chính thức là trận đấu sẽ kết thúc rồi anh em ạ. Khi mà team mình lên hết đây rồi. Toàn trai xinh nữ tú. Đó. Anis bé bỏng, Violet xinh gái. Rồi Kahi nắm tay. Khổ quá cơ. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nhé. Nhớ like và chia sẻ giúp mình nhé. Bye bye.